Ly hôn là chuyện lớn, em cần chuẩn bị tinh thần cho em, con và cả gia đình hai bên nữa. Ly hôn á? Chẳng lẽ là anh không nghĩ tới chuyện ly hôn à? Chẳng lẽ là anh vừa muốn có một cô vợ đồng minh, vừa có một người con, vừa muốn được bay nhảy bên ngoài à? Thành danh của người anh yêu, anh đã làm.